Xin chào anh em đến với chương trình Có Gì Hay Ho. Hôm nay Chiến sẽ mang lại một cái mã sản phẩm cho anh em biết vì sao mà họ dạo này nó rất là hot. Đó là cái cưa lọng của hãng The World. Cái mã là DWR349. Đó, cái mã này thì có nhiều anh em đã biết rồi, nhưng mà dạo gần đây thì nhiều anh em tìm quá. Sẵn đây Chiến sẽ làm một cái clip review chi tiết các kiểu cho anh em xem luôn. Anh em nào chưa có máy cưa lọng thì có thể là coi cái video này và quyết định mua một cái luôn ha. Cái mẫu này thì của hãng The World thì công suất là 500W. Bao bì nó sẽ như thế này. Khi anh em mua tại store mọc với mức giá rất hấp dẫn và được bảo hành tới 3 năm chính hãng luôn. Bây giờ không làm mất thời gian của anh em nữa, mình xem chi tiết bên trong máy luôn ha, bên trong hộp khi mình mua mới. Khi anh em mua về thì sẽ có một cái hộp giấy như thế này. Nếu anh em ở xa, còn anh em ở gần thì mình đến cửa hàng mình coi trực tiếp luôn. Và khi mình mở ra thì vẫn là cái máy chính nha, và phiếu bảo hành với khách nhận sử dụng. Cái dòng này thì hãng sẽ tặng kèm cho anh em một cái lưỡi cắt gỗ thôi, chứ không có lưỡi cắt sắt nha. Một cái lưỡi như này và tặng kèm trong máy. Và anh em cần cái gì mình mua thêm. Đây là thân máy chính đây. Về thiết kế của máy này thật sự là không có chỗ nào, có phải nói là không có chỗ nào để chơi nha anh em ha. Còn những tính năng nổi bật đó, như là khi mà anh em muốn nghiêng lưỡi, nghiêng mâm thì anh em chỉ cần gạt cái cần phía bên tay trái thôi là anh em sẽ có thể bẻ những cái lưỡi nó nghiêng nguyên lại được rồi. Rất là nhanh, rất là tiện lợi. Đó, như này. Đây là một cái điểm gọi là nổi bật hơn những cái dòng cưa lọng của những hãng khác. Mình giúp mình thao tác rất là nhanh. Và phía trên thì cái chỗ mà anh em gài lưỡi á, vẫn là một cái cơ chế gài nhanh luôn. Anh em chỉ cần gạt cái cần này xuống và anh em bỏ cái lưỡi vào là được. Và hãng rất là chăm chút cho mình cho cái cưa lọng này, với cái suy nghĩ là khi mà anh em làm cho những vật liệu gỗ, anh em đẩy cái mặt mâm này dưới đó, anh em đẩy trên gỗ thì hãng sẽ nghĩ là mình sẽ dễ bị chày gỗ, thì hãng trang bị cho mình một cái mâm bằng nhựa để cho mình chống chày luôn. Đó, mình có thể tháo ra hoặc là lắp vào nếu anh em thích. Đó, như này, phía dưới là mặt kim loại bằng nhôm nha. Rồi mình sẽ bỏ cái miếng giống như là một cái ốp vô rồi vậy đó, giúp cho gỗ mình sẽ không bị chày khi mình đẩy, mình cắt, mình đi đường cong đường thẳng gì đó anh em ha. Rồi khi mà nói về công suất của máy thì máy trang bị cho mình một cái động cơ là 500W. Đó, 500W, và vòng quay nó từ 800 vòng cho đến 3200 vòng trên 1 phút. Về điện thì vẫn là xài điện 220 nha anh em ha, rất là yên tâm. Và một điều không dễ bỏ qua đó là một cái công tắc để mình điều chỉnh tốc độ. Nó có đến là 7 cấp độ lận, từ nhanh cho đến chậm. Anh em thấy không? Trên đây nè. Rồi, bây giờ thì Chiến sẽ ghim điện và thử cắt các loại cho anh em xem, ví dụ cắt gỗ, cắt sắt hay đó, anh em có thể là ứng dụng vô công việc. Rất nhiều công việc để xài luôn. Và anh em lưu ý là sản phẩm này khi anh em mua sẽ được bảo hành chính hãng đến 3 năm. Và mức giá rất là hấp dẫn luôn, Chiến sẽ báo cho anh em giá ngay sau khi cái test xong nha. Anh em nào ở gần cửa hàng thì mời anh em đến cửa hàng để mình xem trực tiếp cho rõ luôn ha. Còn anh em nào ở xa thì mình xem qua cái video này, mình có thể đánh giá và quyết định mua cái cưa này về xài. Tại vì dạo gần đây thì nhiều anh em rất là nhiều anh em đã mua cái cưa này về xài rồi. Đây, trước tiên thì khi khởi động máy ở cái khung tải thì máy sẽ như này. Chính sẽ chỉnh lại cấp độ số 1. Và phía dưới này khi mà anh em xài thì nó sẽ có một cái đèn, khi mà mình bắt đầu mình chạy máy sẽ đèn sẽ sáng lên. Đó, đấy ha. Rồi, để cắt thì chúng ta sẽ gài lưỡi vào. Cho lấy một cái lưỡi cắt gỗ trước đi nha. Đây, chúng ta dùng một lưỡi cắt gỗ của hãng Boss. Đây, lưỡi cắt gỗ của hãng Boss. Và quên nói thêm cho anh em biết là phía bên trái của máy sẽ có một cái chỗ chỉnh gọi là đá lưỡi, thì cái việc đó là khi mà mình chỉnh số 0 thì cái lưỡi chỉ lưa lên xuống thôi, còn mình dặn lên những cấp độ 1, 2, 3 thì lưỡi sẽ hất về phía trước, tương đương với số 1, số 2, số 3 thì hất nhiều hất ít anh em ha. Nè, mình để số 0 nha. Cách gài thì rất đơn giản, anh em chỉ cần ngửa cái cưa lên và gạt cái cò này và đẩy cái lưỡi cưa vào và buông nó xuống, buông cái cò xuống là nó đã dính vào rồi. Chúng ta không quên để ngay cái rãnh dính giữa nha. Rồi, như vậy là mình có thể là cắt được rồi. Đó, mình có thể thử gịch ra như này. Như vậy là mình có thể cắt được rồi ha. Đó.
Rồi quay lại thì anh em biết là bản mẫm này rất là gọi là rất là hot, được nhiều anh em rất là xài ưa chuộng và được đánh giá rất là cao. Và sau một đôi báo giá cho anh em biết luôn là chỉ là giá của nó chỉ có 1.365.000 thôi, được bảo hành chính hãng đến 3 năm. Và hàng thì lúc nào cũng có sẵn là store mộc, anh em nào thích xem video và thích có thể chạy ngay đến mua liền về liền luôn nha. Còn anh em ở xa có thể gọi ngay cho store mộc để mua cái máy này bằng cách là ship hàng tận nơi cho mình. Và địa chỉ là số 234 đường Bình Thới nha anh em, phường 10 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại tổng đài bên em là 028 7300 7368. Rồi anh em nếu mà anh em có nhận xét gì thì hãy bình luận phía dưới nha, hoặc là anh em có góp ý gì đó anh em có bình luận phía dưới để chuyến xe hoàn thiện hơn nữa, để làm những video chất lượng cao nữa gửi đến anh em. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em những cái video lần sau. Anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những cái chương trình của Star Mộc dành cho anh em gần xa, và những cái khuyến mãi, những cái chương trình rất là hot, không đụng hàng với chỗ nào luôn, để anh em có một cái trải nghiệm tốt hơn nữa. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.